Chị Lâm Thị Hương, ngụ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng do sợ bị tình trạng loãng xương nên thời gian gần đây chị có bổ sung sữa vào bữa sáng cho mình. Nhưng khi uống sữa xong thì bụng có triệu chứng sôi ọc ọc, đau quặn và tiêu chảy. Thời gian gần đây tôi sợ mình bị loãng xương á, thành ra tôi hay thêm vào bữa ăn sáng của mình là sữa. Nhưng mà không biết sao mà mỗi lần uống sữa xong chút xíu là cái bụng tôi nó kêu ọc ọc vậy đó. Xong bắt đầu là đau bụng, là muốn đi ngoài. Tôi không biết là triệu chứng đó là tôi bị cái gì nữa. À, bây giờ tôi muốn bổ sung canxi thêm thì tôi không biết làm sao để khắc phục cái tình trạng này ạ. Và ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Võ Duy Long, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến trường quay để tư vấn trực tiếp cho chị Hương về vấn đề này. Dạ chào cô ạ. À. Nhà dạ, cô bị sao mà đến khám đây? Dạ thưa bác sĩ, thời gian gần đây á, tôi cũng sợ mình bị loãng xương á, vâng. Thành ra tôi cũng hay bổ sung thêm sữa vào bữa ăn sáng á. Vâng. Mà không biết sao mà mỗi lần mà uống sữa vô là khoảng chừng 15 phút là bụng nó kêu ọc ọc vậy á. Xong bắt đầu là nó cứ đau quặn quặn vậy là nó mất đi ngoài bác sĩ. Tôi lo không biết mình vậy là mình bị bệnh gì. Bình thường cô không uống sữa, mình ăn uống bình thường thôi. Ví dụ ăn cơm, ăn uống bình thường, ăn tiệc bình thường ha. Mình không uống sữa thì có đau không? Dạ không. Nếu bình thường là không có đau. Dạ, ăn uống khi nào mình uống sữa thì mới đau. Dạ, dạ. Rồi, thì cô uống vào bao lâu á thì bắt đầu đau? Dạ, tầm khoảng 10-15 phút. Bụng đau cũng đau quặn quặn hả? Đau quặn quặn quặn. Ngoài đau có thấy bị đầy bụng này, cảm thấy như sôi bụng hay là mình đi tiêu chảy gì không? Nó làm như nó đầy hơi, nó kiểu ọc ọc vậy đó. Chút xíu là nó quặn quặn là nó mất đi ngoài vậy đó. Đi ngoài. Dạ. Khi đi xong hết thì hết đau. Dạ. Tình thường một ngày cô uống sữa bao nhiêu lần? Chủ yếu là tôi uống buổi sáng, còn buổi mấy sáng. Bữa thường thì nó thất thường đó. À cô hồi nhỏ giờ cô hay uống sữa thường xuyên không? Dạ hồi nhỏ giờ ít uống sữa lắm. Ngoài sữa ví dụ cô uống những phô mai này, hay là khi cô uống ăn uống sữa chua, những sữa lên men á thì nó có đau bụng gì không? Dạ không, nếu mà ăn sữa chua thì nó không đau bụng. Không đau bụng. Sữa là đau. Chỉ là sữa mà đau thôi. Thì thường thường cái bệnh của cô á là do một cái bệnh người ta gọi là thiếu men lactase. Thiếu cái men này thì mình uống sữa, một số sữa mà có men có cái thành phần lactose nhiều á, nó sẽ gây đi cái triệu chứng giống như cô gọi là cái tiêu chảy gây đau bụng. Mình uống sữa mà vừa vô các thành phần lactose thì cái men lactase nó sẽ biến đổi cái sữa thành một hai cái đường gọi là đường glucose và đường galactose. Thì những đường đó nó mới tiêu hóa, nó hấp thu vào cơ thể mình. Cái men lactase này là từ nó sản xuất từ cái niêm mạc đường ruột mình. Thiếu cái men này nó không phân hủy được, nó không biến đổi được cái đường lactose thành đường glucose, thì nó cái đường nó sẽ còn nguyên đó, thì nó sẽ xuống với cái đường cái ruột, nó chuyển hóa lần lần xuống ruột, nó sẽ gây lên men, nó sẽ gây ra triệu chứng như cô như đau như vậy, đau đôi khi đầy mà sôi bụng, đôi khi tiêu chảy. Khi hết cái sữa đó, tiêu chảy hết cái sữa là nó hết. À, bệnh cô gọi là bệnh thiếu men lactase. Như vậy thì bây giờ tôi muốn bổ sung thêm canxi thì tôi phải làm sao? Cô cũng có thể uống sữa được chứ không phải là không. Những người bệnh thiếu men này nó có thể là bẩm sinh, tức là những người trẻ sinh ra đã bị thiếu men đó rồi. Hoặc là những người mà lớn trong một thời gian tự nhiên nó cái niêm mạc ruột mà nó không sản xuất ra được cái men này nhiều nữa, hoặc là những người hồi nhỏ mình không uống sữa thì cái cơ chế nó quen rồi, nó thì tiết ra, bây giờ nó bị bắt hoạt rồi, không tiết ra cái men này được nữa, thì mình cũng thấy uống được chứ không phải là không. Trên thị trường có nhiều loại sữa thì mình coi trong thành phần á, người ta ghi là free lactose, tức là sữa nó không có lactose, thì mình có thể uống được sản phẩm được chế biến từ sữa. Ví dụ như đôi khi phô mai này, có thể đôi khi như làm sữa chua, sữa lên men thì mình cũng có thể uống tới được. Dạ thưa bác sĩ cho tôi hỏi thêm, vậy là bây giờ nếu tôi chuyển qua uống sữa đậu nành hay sữa dê thì có được không bác sĩ? Thường sữa đậu nành thì là sữa thực vật thì là được chị. Đậu nành chắc cũng không sao đâu. Còn sữa dê thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng sữa dê cũng có thành phần lactose chứ không phải là không. Nhưng mà so với sữa bò thì nó ít hơn. Ít hơn nhiều. Cho chị có thể uống thử đi. Nếu mình uống mà nó dung nạp được, nó tốt, nó không có tiêu chảy vậy thì chị uống sữa dê cũng được. Còn nếu như mà mình uống vô mà nó vẫn bị thì có thể mình phải chuyển qua cái sản phẩm chế phẩm từ sữa hoặc là sữa free lactose chị. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, chúc cô khỏe ha.